Family residence, nơi ở của gia đình. À, cứ chơi tầm khuya khuya này là mệt quá Việt ạ. What the fuck, cái đéo gì đấy? Ôi mẹ mày, hack rồi. Giật cả mình ạ. Tự nhiên bùng cái chết luôn mới ác chứ. Rồi. Nát tem. Toa. Giật cả mình. Mẹ. Cuốn nạn.